Em thích là anh đấy. Club de Nuit Limited Edition phiên bản Perfume và Supreme Mercy Silver của nhà Abnon. Và ngày hôm nay thì mình đi phỏng vấn hai cái mùi hương này, xem đâu sẽ là người chiến thắng nhá. Bắt đầu thôi. Mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam. Ở đây mình muốn các bạn ngửi thử, mình đã xịt ra giấy rồi. Để các bạn có thể cầm giấy các bạn ngửi thử. Mình xin cảm nhận xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Các bạn đổi với nhau cho nó dễ. Xem mình thích cái mùi hương nào hơn. Đây. Bạn thích mùi hương này hơn đấy à? Cả hai bạn. Còn bạn thích mùi hương. Cả ba người đấy luôn. Ok. Bạn có thể biết là lý do vì sao bạn thích mùi hương này hơn cái mùi hương còn lại không? Cái mùi hương này hình như là có một đặc hà với lại nó hắc hơn. Nó hắc hơn nhỉ? Mùi em thích là nó kiểu nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng trái cây à? Không nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nếu mà chọn giữa hai cái đấy thì chọn cái mùi kia. Nó vẫn nhẹ hơn ạ, cái đây nó hơi nồng. À ok, rồi. Mình cảm ơn nhá. Và đây là cái mùi hương mà bạn thích nhá. Rồi mình cảm ơn cả ba bạn nhá. Dạ. Các bạn cầm giấy các bạn ngửi xong rồi các bạn đổi nhá. Thích cái mùi hương nào hơn? Nó cũng na ná giống nhau. Màu này thì nó hắc hơn tí. Ừ. Mùi này mùi của cái tờ này nó xé nó hắc hơn à? Quan trọng là mình thích mùi nào thôi. Vì nó cũng khá giống nhau, nó xem xem. Rồi. Thực ra là em thấy mùi nào cũng được. Nhưng mà em thì thích mùi mà nó đỡ hắc hơn. Ừ. Khó. À không, em thấy thực ra mùi nào cũng thơm, vì đối với em thì mỗi mùi có một cái hay riêng vâng. Ok, mà nếu mà em thì em sẽ chọn mùi nào? Em ấn nút hoa nam, anh chọn mùi nào á? Chắc là mùi này ấy hả? Tại vì nó hơi ngọt hơn một tí. Ok, ở đây là cho em chọn, còn bạn nữ thích mùi này đúng không? Thì đây là mùi em chọn, anh rất cảm ơn hai bạn nhá. Rồi, đổi đi. Bạn có thể cho mình biết là lý do sao bạn chọn mùi đấy không? Mình thích mùi hương này hơn này. Bạn thích cái mùi hương này hơn nhỉ? Thế là lý do vì sao bạn thích mùi này? Cái mùi này mình cảm thấy nó tự nhiên hơn, nó mình thấy cái mùi này nó nhiều hóa học á. Mình cảm thấy nó rất là gắt. Ok. Đối với mình. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Đây là chai nước hoa mà bạn thích nhá. Rồi, xin cảm ơn. Ok, mình đang có hai mùi hương này cho nam đấy, mình muốn các bạn, mình đã xịt ra giấy rồi. Bạn đang bán nước hoa? À không, mình làm đại khái là người kiểu mình làm review về sản phẩm ấy. Ai ơi, Thăng Long về đúng không? Là người review sản phẩm. Ừ. Cái này này. Về YouTube. Mình chủ yếu chỉ làm về nước hoa thôi, mình không làm về những cái sản phẩm khác. Mùi này quyến rũ à. Mùi tôi ngửi là mùi nào vậy? Bạn ngửi thì mày xem. Có phê không? Ngửi hai bạn ngửi xem nào. Mùi không, tôi rất là thích mùi này, tôi bị ấn tượng luôn mùi này nè. Đây bạn thích mùi này ấy hả? Ok. Nếu không bạn em thích mùi này. À, đây bạn. Em nghĩ là cái người đàn ông mà tông trầm trầm ấy sẽ rất là hợp với mùi này. Mùi này cũng thơm. Hai mùi này nó có phần hơi na ná nhau. Cái mùi này thì nó hơi bị nồng một chút. Riêng em thì em sẽ ấn tượng cái mùi này hơn, bởi vì cái mùi này em cảm thấy có khá nhiều hãng nữ hoa đang dùng cái mùi này rồi. Nhưng mà kiểu ấn tượng là mùi ngửi mùi đầu tiên thì này nó đúng thơm. Rồi, mình chỉ ngửi mùi vào mùi đầu tiên thôi. Còn lần thứ hai là cảm giác là nó bị nhẹ hơn hay là em thích mùi này nhá. Em vô mùi này. Ok. Cái này là của Chanel ạ. À không, của một nhà đến từ Trung Đông. Cái đây là hai sản phẩm nó làm mùi khá là giống một chai nước hoa nổi tiếng, đó là chai Creed Aventus. Nó rất là manly, nó rất là sâu, nó rất là đầm. Ok. Đây là mùi mà các bạn em rất là nhạy về mùi hương đấy. Sau này anh có thể đến review em. Lanh quanh là em là chuyên gia về mùi hương mà. Thế bây giờ thấy mùi em thích là gì? Mùi em thích là anh đấy. Mùi em thích là anh đấy. Ôi thế đi chết. Rồi mình cảm ơn ba bạn nhá. Và đây là mùi mà các bạn thích. Rồi mình rất cảm ơn các bạn. Ông giới thiệu mình không ạ? Ở đây mình có kênh YouTube đây. Để xem nào. Cái mùi này ok để xong em đi mua tặng bạn trai em. Ra là mình kênh của mình là hướng tới những cái chai nước hoa ở phân khúc kiểu thứ nhất ít người biết tới và thứ hai là nó sẽ rẻ. Còn nữ thì sao? Rẻ á? Bao tiền mà rẻ nhỉ? Cái này có hơn triệu. Còn nữ ha? Có, mình cũng có làm nữ. Anh có bán này không? Làm nữ đi. À mình không.
Ok, và vừa rồi thì đó là những cái phỏng vấn nhanh của mình với những người gặp ở trên đường. Và thật là bất ngờ khi người chiến thắng vẫn là Supreme MC Silver của nhà Upnon. Và các bạn thì sao? Các bạn đang sử dụng hai chai nước hoa này chưa thì hãy bình luận ở phía dưới. Và đừng quên việc ấn nút chuông theo dõi và ấn nút like, share để thấy video này hay nha. Còn bây giờ xin chào, gặp lại, bye bye.